Khủng long xanh xin chào tất cả các em. Hôm nay mời các em đến với vương quốc của khủng long nhé. Và có một trò chơi rất là thú vị dành cho các em trong ngày hôm nay, đó là gia đình khủng long của chúng ta sẽ đi spa nhé và chăm sóc sắc đẹp. Đây là bồn tắm của gia đình khủng long xanh. Bây giờ khủng long xanh sẽ tắm nha. Wow, sảng khoái quá. Bây giờ khủng long sẽ bôi sữa tắm này. Cảm giác thật là tuyệt vời. Ai bảo khủng long thì không được làm đẹp nào. Ai cũng có quyền làm đẹp hết nhở. Bây giờ chúng ta phải sấy khô đi, tháo bỉm ra nha, thay một chiếc bỉm mới này. Bây giờ khủng long sẽ đánh răng nhá. Wow, bộ răng chắc khỏe để ăn thịt đây. Bây giờ sẽ bấm móng chân này. Ok. Ok, đã xong rồi. Bây giờ khủng long sẽ đấm lưng này. Tiếp tục nha. Khủng long chuẩn bị đi dự tiệc lễ hội các loài muông thú, nên bây giờ khủng long sẽ ăn mặc thật đẹp và sẽ thật lộng lẫy trong buổi lễ hội ngày hôm nay để cho các loài muông thú khác phải ngước nhìn nhá. Đây là những chiếc áo này, trông rất là điệu phải không? Đây, sẽ chọn một chiếc áo hồng nha. Chiếc quần này, chiếc quần da báo đi, rất là đẹp phải không? Một chiếc áo khoác ngoài này rất là xinh xắn. Đây, trông giống một anh chàng nghệ sĩ quá. À, ngoài ra khủng long còn có thể thay được màu da đấy. Đây, màu da rất là đẹp này. Cho thêm vài cái đốm vào nhá. Giày này. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu show nha. Đấy, trông khủng long xanh có lộng lẫy không? Bây giờ khủng long xanh sẽ đi dự lễ hội muông thú đây. Đảm bảo hôm nay khủng long sẽ được tỏa sáng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Và khủng long xanh sẽ gặp lại các bạn trong một video khác nha.